Thôi chị yêu của em làm xong rồi, em xem nào. Mới bôi kem chống nắng thôi mà da đã xinh như này rồi. Mới bôi kem chống nắng với lại đánh tí son thôi. Mộng hơn hẳn như baby luôn. Em là phải giữ chị lại, xinh quá, em livestream một tí. Và nhìn ra chị hôm nay đẹp hơn buổi đầu bao nhiêu nhỉ? Đẹp hơn hẳn, căng mướt hơn. Đây, mấy camera quay gần giúp em này. Da này ai mà biết chị gần 40 tuổi. Bình thường ấy, da chị là kiểu da mà đen không đen mà trắng cũng chẳng trắng. Lúc nào cũng phải đánh cushion lên thì mới trắng. Nhưng mà bây giờ là mướt, sáng đồng đều màu luôn. Đây. Bây giờ đi đâu chị chỉ đánh tí mỗi kem chống nắng. Đấy. Đấy. Xinh quá thì em phải quay trông lại. Trông tự nhiên bao nhiêu. Thì nắng của chị hôm nào này. Đây, để cho mọi người xem một chút. Chị thì không phải là đen, nhưng mà da nó không đồng đều màu, mà không trắng này, lỗ chân lông to. Nhưng bây giờ là em thấy các cái nếp nhăn này, cũng như là lỗ chân lông mịn hơn, phải đến 70-80%. Đúng rồi, chị đã thấy là cải thiện hơn 90% rồi đấy. Cái lỗ chân lông này với lại những cái nếp nhăn của chị cải thiện rất là nhiều. Nó mịn mà nhìn nó trắng hơn, trắng. Chị thích lắm. Chị làm Quai Plus hợp đấy. Tại vì Quai Plus của em nó có ambutin với các vitamin C này, mật ong, các vitamin tổng hợp. Nên là làm xong á, nhất là những cái vùng da sạm của chị em thấy trắng hơn hẳn, đồng đều màu hơn bao nhiêu. Về anh nhà có thích không? Đây, anh nhà thì chị nói thật với em là ở với nhau mấy chục năm rồi nên là cái tình cảm cứ nhạt nhạt, nhưng mà nhá, từ khi mà chị làm cái công nghệ ở bên em về là thi thoảng là ăn uống là cứ nhìn vợ xong rồi cười thi thoảng là ra véo má vợ là mình biết là mình đang xinh lên đấy. Thấy vợ xinh như thế này mà ăn nào chẳng thích. Với cả nhá, cái chị nói thật với em là cái công nghệ bên em là chị ưng ưng. Đi đâu bây giờ nhìn gương tự tin lắm, đánh mỗi tí son rồi kem chống nắng là mình đã thấy mình xinh lắm rồi. Mà trang điểm gì thế, sao bây giờ chị mới làm? Chị là ở dưới tận Quảng Ninh cơ, xa. Lên đây thì tận 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Mà ngại cái là ở nhà cũng có skin care, xong rồi cũng có biết chú ý gì bản thân đâu. Cứ thấy là da nó mịn mịn rồi thì là thôi. Thế nhưng mà một hôm, chị kể cho em nghe, chị mời đồng nghiệp đến nhà ăn trưa. Thế là ông ấy ra, ông ấy nháy mình, bảo là cái hoa công ty vợ trắng nhở. Để chứ rồi ăn lại khen người khác rồi, không được rồi. Thế lúc đấy là mình cũng hơi tức tức ở trong người. Là ngày hôm sau đi hỏi cái hoa làm sao trắng. Thì hoa có giới thiệu lên lavender là hoa làm liệu trình ở trên này. Thế chứ chị Hoa giới thiệu chị làm công nghệ Wap Plus thế này đúng không? Đúng rồi. Như chị Hoa là hôm đầu đi với chị. Đúng rồi. Chị là khách của em mà, chị làm Wap Plus nhiều lắm. Da lúc nào cũng đẹp luôn. Công nhận nhờ, trắng rất là trắng, thích nữa. Mướt mịn hơn. Nói chung là em thấy đi chị mà phi từ Quảng Ninh lên đây là cũng chịu khó đấy, phải mà đẹp. Em cũng phải hiểu là nhá, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng ngồi xe lên đây cũng không phải là đơn giản. Mà tuần nào chị cũng lên với bọn em. Thay đổi nhiều, thích chị. Đúng rồi, thích. Da đẹp hơn. Mà cái bộ mỹ phẩm ở nhà nhá, chị mua cũng toàn mấy chục triệu đấy. Nhưng đắt mà đến cái tuổi này rồi, kiểu skin care nó kiểu da nó cứ trơ ra ấy. Đúng rồi, không làm công nghệ nó không thay đổi được nhiều chị ạ. Phải, nói chung là mình phải thay đổi. Thứ nhất là dưỡng da rồi, nhưng mà chị làm các công nghệ cao này, qua plus này, tinh chất nó thẩm thấu vào da chị nó mới khác luôn. Nhưng mà phải công nhận là từ khi mà biết đến và làm với công nghệ White Plus bên em, là da chị trắng đẹp, chị tự tin lên rất là như nhiều baby luôn. Như baby luôn, baby, công nhận. Nhìn chị còn xinh hơn mấy bạn mà trẻ trẻ tuổi cơ. Thôi nói thế chị ngại lắm. Bây giờ tài xế của chị cũng đến rồi. Vâng, đến giờ. Thế thôi em tiễn chị xuống nhá. Okay. Tuần sau lại qua bên em nhá. Ok. Nghe là chị.